Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Dần 1974, khổ tận cam lai, nghe được ý trời, gặp thời phất mạnh, đúng trong tháng 8 âm lịch năm 2024 này. Ai sinh ra cũng mong cầu được số mệnh như ý, công việc thuận lợi, cuộc sống ấm no, và người tuổi Giáp Dần cũng vậy. Họ cũng mưu cầu hạnh phúc, họ ao ước có một cuộc sống dư dả, tiền tài phủ phê, sống trong nhung lụa, nhà rộng xe sang. Nhưng cuộc đời không như là mơ, có những người phải sống trong khổ cực túng thiếu, khó khăn trăm bề, số họ khổ từ trong trứng nước, sinh sống ở đáy của xã hội. Chưa kịp làm gì đã phải gánh cả đống nợ trả mãi không hết, đã vậy, ra xã hội còn bị lừa lọc, hãm hại, gia đình thì bần hàn, cãi giả, phá phách, ly tán, con cái lại sa ngã, hư hỏng. Tuy nhiên, tiền mới nhất từ bậc thầy tiên tri trên thế giới cho rằng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong tháng 8 âm lịch năm 2024 này, chính là con giáp được các tinh chiếu rọi quý nhân nâng nở, đem đến nhiều cơ hội sự nghiệp phất mạnh như diều gặp gió, kéo theo tài vận dồi dào, tiền bạc chặt cát đủ, đời sống thoải mái và dư giả đến vài năm sau. Để biết được vận trình cụ thể, chi tiết trong tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần diễn biến ra sao thì xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Trời sinh tuổi Giáp Dần có cá tính mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Giáp Dần ít khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. Tử Vi học có nói, sau 30 tuổi, vận may của tuổi Giáp Dần sẽ thay đổi. Trời sinh tuổi Giáp Dần mang số mệnh phú quý, nhưng phải sau giai đoạn này, vận mệnh mới ngày một thăng hoa về vốn, kinh nghiệm sống đang được tích lũy trong thời gian qua. Hoàn toàn có khả năng suốt tuổi Giáp Dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không những thế, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Giáp Dần còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Giáp Dần trẻ cần bỏ ra một thì có thể thu về được 10. Càng vui vẻ, lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận, nên tuổi Giáp Dần tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của cô bác Giáp Dần sinh năm 1974, Minh Đường Tử Vi Tài sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách của người tuổi Giáp Dần có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Ngay từ khi sinh ra, đa phần người cầm tinh con hổ đã mang trong mình trên tiến thủ mạnh mẽ, làm việc chăm chỉ, không quản ngại vất vả. Nhưng phải đến sau tuổi trung niên mới dần gặt hái được thành quả cát lành. Có thể nói, tuổi Giáp Dần thuộc tiếp tài năng lớn đến muộn. Cần phải trải qua rất nhiều thăng trầm mới có được cơ hội xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc càng đi ra ngoài. Mở rộng mối quan hệ xã giao càng giúp họ tiếp cận thành công dễ dàng và lớn lao hơn so với việc bị kìm hãm ở một không gian hạn hẹp nhất định. Thêm vào đó, so với những con giáp khác, Giáp Dần thông minh lanh lợi hơn nhiều, nhưng phải ra ngoài tiếp xúc với thế giới thì sự nghiệp mới viên mãn, thăng hoa và ngày càng giàu có được. Ngoài ra, con giáp này rất ưa sự dịch chuyển, thay đổi mỗi ngày, bạn đều mở rộng vòng tròn ngoại giao của mình thì sẽ cảm nhận được sự tiến bộ đều đặn. Cuộc sống về sau càng ngày càng viên mãn, với khối tài sản khổng lồ, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hậu vận còn hơn cả sự giàu có khiến ai cũng phải ngã mũ thán phục. Người tuổi Giáp Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ,
suy nghĩ và hành động tích cực để đạt được nhiều thành công rực rỡ hơn hết. Họ biết cách để tạo nên sự đột phá, biến thách thức trở thành cơ hội. Những người phương Đông xem hổ như là hiện thân của người quyền lực, nhiệt huyết. Tính cách của người tuổi Giáp Dần có đặc điểm nổi bật là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh cao và sự khó đoán. Những người cầm tinh con hổ thường là những người làm lãnh đạo hay là thủ lĩnh. Họ cực kỳ ghét việc bị chỉ đạo, phải tuân theo mệnh lệnh của người khác. Ưu điểm trong tính cách của người tuổi Giáp Dần, người sinh năm Giáp Dần có sức mạnh và sự quyết liệt, đúng hới hình tượng con giáp mà họ mang tên. Họ rất tự tin và dũng cảm trong bất kỳ tình huống nào. Giáp Dần cũng sẽ là người hành động. Trước tiên hãy luôn sẵn sàng đón nhận thách thức và sẽ chiến đấu đến cùng, đặc biệt là khi danh dự bị đe dọa hoặc cần bảo vệ những người họ yêu thương. Tuổi Giáp Dần có tính cách của nhà lãnh đạo thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán. Họ khát khao được làm người đứng đầu là thủ lĩnh, lãnh đạo. Không hẳn nó sau có ra ngoài mua đồ dẫn trả giá, nhưng họ không hề keo kiệt hay quá chú trọng về vấn đề tiền bạc. Thậm chí con giáp này sống rất rộng rãi, nhất là với những ai họ yêu quý. Tính cách người này thường bật trực, thẳng thắn về cảm xúc của mình hoặc cực kỳ quan tâm tới cách mọi người đánh giá về họ. Họ cố gắng hết sức để giữ gìn những ấn tượng đẹp của mọi người về mình. Nếu có tranh cãi, họ sẽ luôn mong nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân. Họ thường rất lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực đối với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Những thất bại hay những lời chỉ trích có thể sẽ làm họ chán nản và tổn thương. Tuy nhiên, họ sẽ không bị đánh bại mà sẽ vực dậy tinh thần, sẵn sàng bước về phía trước. Nhược điểm, tính cách của người tuổi Giáp Dần thường đặt ra nhiều kỳ vọng, những mối quan hệ thân thiết. Bản năng độc lập và ham muốn lãnh đạo biết họ muốn nắm lấy quyền chi phối trong các mối quan hệ của họ, không chấp thuận các quy tắc cứng nhắc và gò bó. Sống với người tuổi Giáp Dần, bạn phải có được sự tự tin, mạnh mẽ, thẳng thắn và có thể tôn trọng vô điều kiện và cảm thông, thấu hiểu họ. Tính cách của người tuổi Giáp Dần không thể chịu được quyền uy của người khác hơn mình hay sự bất công áp bức. Chính vì thế, khi là nhân viên làm công ăn lương, họ sẽ có thể cứng đầu, không chấp nhận, không phục tùng. Nếu là sếp, họ cũng có thể là một người sếp khó tính. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của tuổi Giáp Dần tháng 8 âm lịch 2024. Về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Giáp Dần nam nữ mạng sinh năm 1974, tháng 8 âm lịch. Công việc tháng 8 của người tuổi Giáp Dần có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhờ nhiều các tinh cao chiếu, quý nhân trợ mệnh, tinh thần làm việc hăng hái, hiệu suất công việc tăng lên đáng kể. Theo lịch vạn niên 2024, có đại cát tinh, tử vi số mệnh tuổi Giáp Dần có tư duy linh hoạt và đầy sự sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới có tính khả thi cao, được tập thể ghi nhận. Cơ hội thăng tiến của tuổi Giáp Dần rộng mở, dù là làm doanh nghiệp tư nhân hay cơ quan nhà nước, các bạn đều có cơ hội như nhau nếu thực sự nỗ lực và cầu tiến. Ngoài ra, khi đối diện với thách thức và khó khăn có giải thần đứng ra ứng cứu kịp thời, công việc tiến triển theo đúng dự tính. Theo phi tinh tháng, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam. Đây được coi là nơi dưỡng vận khí, nếu được kích hoạt phong thủy đúng cách sẽ mang đến nhiều sự may mắn và thuận lợi trong công việc cho tuổi Giáp Dần. Tuổi Giáp Dần có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh hòn non bộ nhỏ để kích dưỡng nguồn năng lượng tích cực tại khu vực phía đông nam của ngôi nhà. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần nam nữ mạng sinh năm 1974, tháng 8 âm. Theo tử vi phương Đông, cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài vận tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần cũng có xu hướng tăng. Tam hội là yếu tố thúc đẩy khiến bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có thể thu về được khoản lời lãi hơn cả dự tính. Thời điểm này, bạn gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu. Nhờ vậy mà nhiều tranh cãi bất đồng được giảm bớt cơ hội kiếm về tiền bạc. Thậm chí nhờ hợp sức với nhau mà đôi bên có thể hoàn thành các dự án lớn một cách vô cùng nhanh chóng và chất lượng. Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn nào đó là lĩnh vực mới mẻ. Bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước thu về lợi nhuận. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mới đầu tư chính xác, do vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Người kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều hợp đồng lớn nhỏ, bỏ túi không ít lợi nhuận. Người buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn cũng có cơ hội được mở rộng quy mô kinh doanh,
hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ và điều nguyệt lệnh lâm đất thay già khí còn yếu ớt, làm gì cũng cần tiến hành từng bước. Từng bước chậm nhưng chắc còn hơn là nhanh mà bất ổn. Đa số tuổi Giáp Dần giỏi kiếm tiền nhưng kỹ năng quản lý tiền bạc, tài chính lại không tốt, vì thế rất khó tích lũy cho tương lai. Bản mệnh được nhắc để rèn dạy thêm kỹ năng này. Có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu đã nhìn ra tiềm năng ở công việc hay hạng mục đầu tư nào đó, hãy mạnh dạn tiến hành, đường quá do dự, kẻo bị tuột mất cơ hội kiếm tiền bạc triệu. Về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Dần, nam nữ mạng sinh năm 1974, tháng 8 âm. Gia đình bạn có những tháng ngày êm đềm và ngọt ngào, bạn và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến, và chỉ riêng điều đó thôi cũng có tác động rất tích cực đến tình cảm của hai người rồi. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên của đối phương, nhờ vậy mà bạn có quyết tâm và đủ dũng cảm để đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thuận chồng tác bể đông cũng cạn, cuộc sống của hai người sẽ ngày một tốt lên. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần nam nữ mạng sinh năm 1974, tháng 8 âm. Tử vi tuổi Giáp Dần bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Có điều bản mệnh hết sức lưu ý tới vấn đề an toàn thực phẩm, hạn chế ăn hàng quán kẻo bị ngộ độc thực phẩm nguy hiểm tính mạng. Về mặt đông y, mùa thu nên chú trọng dương sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe theo nguyên tắc giữ ẩm, chống khô hanh. Cần phối kết hợp giữa sinh ở nhiều khía cạnh cùng lúc để đạt được hiệu quả như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết. Về chế độ dinh dưỡng nên ăn tăng chua giảm cay. Về thói quen ngủ nghỉ nên ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về tập luyện nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động quá mạnh, gây phản tác dụng dưỡng sinh. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý dưỡng sinh về mặt tinh thần, cảnh mùa thu, dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều. Người trẻ cũng vì cảnh buồn, người chẳng thèm vui nên tâm trạng dễ bực tức. Tuổi Giáp Dần luôn cần giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi gán màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Giáp Dần đang cân đối khá tốt các khoản thu chi trong tháng 8 của mình. Tuy nhiên, các khoản đầu tư thiếu minh bạch có thể khiến bạn lâm vào sợ thua lỗ, mất khả năng chi trả. Càng về cuối tháng thì nguy cơ mất tiền hao của càng lớn. Thêm vào đó, tính tiêu xài lãng phí cũng khiến cho những chú hổ bị thâm hụt tiền bạc không cần thiết. Tiểu nhân đeo bám xem vận hạn 12 con giáp tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Dần bị kẻ tiểu nhân ngáng trở khá nhiều. Trong công việc chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn mắc bẫy của những kẻ xấu bụng kia, nhưng nếu không hành xử cẩn trọng hơn, bạn sẽ thấy những công sức mình gây dựng trước đó biến mất nhanh chóng. Uy tín và danh dự cá nhân cũng bị ảnh hưởng, con đường sự nghiệp khó khăn hơn bao giờ hết. Tiểu nhân quấy phá vào thời điểm tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Dần đang bị cải tiểu nhân cản đường thăng tiến. Bản mệnh khó lòng hoàn thành được kế hoạch đề ra, mục tiêu cũng trở nên xa vời. Áp lực lớn khiến cho con giáp này khó tập trung cao độ như bình thường. Tiểu nhân dùng những lời nói hay hành động xấu xa để tác động lên bạn. Những chú hổ nếu không giữ được bình tĩnh mà bốc đồng sốc nổi thì đã trúng kế mất rồi. Bạn có thể đánh mất những cơ may thể hiện năng lực bản thân của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đừng chủ quan mà coi thường những kẻ xấu bụng xung quanh mình. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tổng quát vận hạn tháng 8 âm của cô bác anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Và bây giờ sẽ là một đợt nhờ cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ. Đó chính là quá giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Giáp Dần, sinh năm 1974. 1. Sao chiếu mạng nam mạng tuổi Giáp Dần 1974. 5. 2024, tuổi Giáp Dần nam mạng gặp sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2,
8 âm lịch nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. 2. Hạn tuổi. Hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do yếu tố tâm linh tác động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Thành tâm cầu khấn và sám hối, bệnh nhanh thuyên giảm. 3. Vận niên. Năm Giáp Thìn, quý bạn tuổi Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ vì tuổi Giáp Dần nam mạng cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu. Người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. 4. Quá giải vận hạn cho tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng. Quá giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách quá giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. 5. Vật phẩm phong thủy để đề phòng những xui xẻo do sao hạn gây ra, bản mệnh Giáp Dần có thể mang bên mình mặt Phật. Bản mệnh tuổi Giáp Dần 1974 được vật hư không tạng Bồ Tát hộ mệnh, che chở, dẫn đường chỉ lối. Vì vậy nếu mang theo mặt Phật hư không tạng Bồ Tát bên cạnh, bản mệnh được bình an, mọi sự thuận lợi, công việc tiến triển nhanh chóng. Tiếp theo là nữ mệnh Giáp Dần, sinh năm 1974. 1. Sao chiếu mạng, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Giáp Dần thì nhẹ hơn phần nào. Hung tinh này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Gặp hạn Diêm Dương trong năm, bản mệnh Giáp Dần cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu đang mang thai, nữ mạng Giáp Dần sẽ bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. 3. Vận niên. Năm Giáp Thìn, nữ mạng Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế,
Trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nữ mạng cũng phải thận trọng. Mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu. Người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. 4. Quá giải sao hạng nữ mạng Giáp Dần 1974. Quá giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách quá giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để quá giải giận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. 5. Vật phẩm phong thủy. Để đề phòng những xui xẻo do sao hạn gây ra, quý bạn có thể mang bên mình mặt Phật bản mệnh. Tuổi Giáp Dần 1974 được Phật Hư Không Tạng Bồ Tát hộ mệnh, che chở dẫn đường, chỉ lối. Vì vậy, nếu mang theo mặt Phật hư, không buồn cát. Bên cạnh đó, bản mệnh được bình an, mọi sự thuận lợi, công việc tiến triển nhanh chóng. Và ngay bây giờ xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Tháng Giêng, đây là tháng rất tốt. Người tuổi Dần sinh vào tháng này thường là người có tính cách tốt đẹp, phẩm chất cao quý, là người trọng tình cảm và rất giữ chữ tín. Gia số thường rất tốt, gia đình đầm ấm, yên vui, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng và là người rất có uy vọng. Tháng 2, đây là những người tài giỏi, thông minh, tư duy sắc sảo, bay nhạy bén. Họ là người ưa thích khám phá những điều mới lạ, độc đáo, tính cách trầm ổn, suy nghĩ chu toàn, là người rất đáng tin cậy để giao những trọng trách to lớn. Tháng 3, từ khi sinh ra đã rất thông minh, IQ cao, nhạy bén trong nhiều vấn đề, tiêu thụ tốt. Nếu được nuôi dạy tốt sẽ rất thành công, là niềm tự hào đối với gia đình trong cuộc sống, gặp được rất nhiều vận may và cơ hội thăng tiến. Tháng 4, người này tính cách hòa nhã, thân thiện, dễ gần, nên được rất nhiều người yêu quý, là người hiểu biết nhiều, tính tình lại tốt, hay giúp đỡ người khác. Họ là những người thích một cuộc sống giản dị, thích tìm hiểu và đi du lịch khắp nơi. Trên thế giới, người này vẫn xấu rất tốt, trong công việc hay cuộc sống đều thuận lợi. Tháng 5, tính cách mạnh mẽ và ưa mạo hiểm. Đây là những con người chính trực và giàu lòng nhân ái. Tuy nhiên, họ lại khá cổ hủ và là con người cố chấp trong sự nghiệp. Những người này rất thành công, có số hưởng phúc. Gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo. Tháng 6, đây là những người mạnh mẽ, thích xông pha và ưa mạo hiểm, hoặc sống khá lạc quan và tự do tự tại trong công việc, thường không gặp nhiều may mắn, luôn bị những tác nhân bên ngoài tác động và cản trở. Tháng 7, người sinh tháng 7 thông minh, hiểu biết, coi chi hướng và sự kiên định hơn người. Họ là những người thích xông pha và muốn thể hiện bản thân trong cuộc sống, gặp rất nhiều khó khăn, cản trở.
nhưng nếu cố gắng vượt qua thì nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Tháng 8, những người này rất có tài năng văn chương tâm hồn thơ mộng và lãng mạn. Họ thích một cuộc sống giản dị hơn là phải xông pha kiếm thật nhiều tiền. Nếu chọn đúng được ngành nghề yêu thích thì sẽ rất nổi tiếng và thành công tháng 9. Những người sinh tháng này tính tình thường không tốt, nóng nảy, đôi lúc làm việc thiếu quyết đoán khi gặp phải những tình huống khó khăn hay bị rối và không biết cách xử lý, thường không có chính kiến, khó được tiến cử trong công việc tháng 10. Những người này tính cách thoải mái, dễ chịu, sống có tinh thần trách nhiệm, coi trọng tình cảm, bạn bè, giỏi trong giao tiếp nên quan hệ xã hội rộng trong cuộc sống, còn gặp nhiều cản trở sự nghiệp không thuận lợi, đường tình duyên cũng rất léo. Tháng 11, sinh ra trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Đây là những người rất có ý chí phấn đấu vươn lên, họ khá mạnh mẽ, quyết đoán và tự lập trong công việc lẫn sự nghiệp, luôn gặp phải những khó khăn, do đó bị người ghen ghét quấy phá. Nhưng với năng lực của bản thân thì họ lại rất dễ dàng giải quyết được các vấn đề nảy sinh bất ngờ này. Hôn nhân cũng gặp phải nhiều trắc trở, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã. Tháng 12, đây là những người rất thông minh, giàu sang, kiên định và quyết đoán. Đặc điểm nổi bật của những người này là rất tự tin vào bản thân, cả cuộc đời vận số của họ thường không quá tốt. Cái gì cũng phải tự thân vận động, không nhờ vả được ai, trong sự nghiệp ban đầu sẽ có rất nhiều vất vả, nhưng cuối cùng cũng đạt được những thành tựu như mong muốn. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Giáp Dần 1974: học người xưa cách nói chuyện để thu phục lòng người. Nói chuyện là một nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, là phương tiện giúp con người tiếp cận và hòa mình với cộng đồng. Dưới đây là năm nghệ thuật nói chuyện của người xưa xuất bán chanh, lỗi lỡ lời khi giao tiếp. Thông thường những lời không hay đều xuất phát từ việc lý trí bị những cảm xúc nội tâm không tốt chi phối. Một người có thể kiểm soát những cảm xúc bất thần này thì người đó còn mạnh mẽ hơn cả một vị tướng. Dự thành nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn, phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng mới thấy được nói là một loại năng lực im lặng, là một loại trí tuệ. Dưới đây là năm nghệ thuật nói chuyện trong cuộc sống của người xưa, có lẽ sẽ rất có ích trong công việc và cách đối nhân xử thế của mỗi người. Một việc cho dày da: không nên nói linh tinh, con người ghét nhất lối ăn nói hàm hồ, nếu là người không bao giờ nói năng tùy tiện. Biết cân nhắc thiệt hơn, phải trái trước khi nói, bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy mình là người trưởng thành, có tội dưỡng chăm chỉ và có trách nhiệm. Hay việc chơi làm, đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu: không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm. Thế nên bạn không nên hứa làm điều gì mà chơi, chắc chắn bản thân có thể làm được. Điều này sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người nói là tin, làm là được, và sẽ đặt hết niềm tin vào bạn, ba việc của người khác. Nên cẩn thận khi nói, giữa người với người cần phải có khoảng cách an toàn, không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác. Điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn giao tiếp. Bốn, người khác nói về mình, hãy lắng nghe. Bạn nên lắng nghe quan điểm hoặc cảm nhận của người khác đối với mình, theo đó họ sẽ cảm thấy ấn tượng về bạn. Đồng thời, việc này cũng biểu hiện rằng bạn là một con người thấu tình đạt lý. Năm truyền của con cái cần nói rõ ràng, đặc biệt là khi con bạn còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, trông rất dễ bị kích động. Bạn hãy dùng thái độ vừa ôn hòa vừa kiên định để nói rõ mọi chuyện với chúng. Điều đó có thể giúp bạn gây thiện cảm với các con, qua đó chúng sẽ coi cha mẹ như một người bạn. 6. Việc cho xảy ra: không nên nói linh tinh, con người ghét nhất lối ăn nói hàm hồ, nếu là người không bao giờ nói năng tùy tiện. Biết cân nhắc thiệt hơn, phải trái cho khi nói. Bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy mình là người trưởng thành. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.